Rồi, về xuống ngồi xuống đứng dậy thử coi cho nó có dễ không? Rồi chị mở bài ngồi cho nó đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Ôi phải chống dạ nghe mỏi lắm mà. Dạ, nó ra từ đó rồi, ô cái này dễ rồi. Cái này mọi người biết rồi không? Rồi, chồng ta ra sao? Nữa. Rồi, hết rồi, chúng ta này. Rồi, ok. Mọi người thấy không, bây giờ làm như là bệnh, cái bằng gì? Ai cũng bị nè, cổ rồi, lưng rồi, mà nãy giờ thì sướng rồi đó. Rồi nằm xuống đi. Rồi nhấc cái mông lên. Đấy. Rồi là đó vậy đó. Nghe sướng mà. Nghe tiếng cái lâm lưng mà. Cho nên đây đi. Bởi vì là mình nói đào hoang. Nhưng mà sao cái nào rồi rất là sướng ha. Đấm nha, đấm nha. Ừ. Là mọi người nghe cái lưng người ta. Còn lại. Quay đi, đưa tay không nhỉ? Quay luôn rồi. Dạ rồi. Dạ rồi.
Hốp đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.